mình đứng sát vô xíu nha. Ok. 1, 2, 3. Cái bảng này nè, úp xuống một xíu để cho nó không bị bóng. 1, 2, 3. Với cái sự đồng hành này thì chúng ta sẽ đem lại. Thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Viết Triệu, tổng sáng lập thương hiệu Jiri, nhà tài trợ Chăn Cục. Nói là dẫn một báo cùng với Luna đấy, thì tôi còn nói rằng là chắc chắn là thích hay là yêu còn chưa biết, chắc chắn sẽ là hit, nhưng mà không ngờ là không phải hit năm ngoái mà năm nay tự nhiên là bùng phá một cách tức là cái khủng khiếp. Và không biết là sắp tới thì Luna có cho ra mắt dự án không nhỉ? À, xin mời. Thật ra quý em quá, mọi người lên bỏ phiếu vui đấy. Trang phục quá đẹp đi Luna ơi, thực sự là ngày hôm nay cũng trang khá là đơn giản về mặt ý tưởng vì em thấy nó đẹp thôi. Còn lại em muốn một cái sự xuất hiện của mình nó thật là chỉnh chu và mang đến những cái sự mới lạ cho quý vị khán giả. Thế cho nên là em quyết định chọn trang phục này. Ôi nhìn trên hình đã đẹp rồi, hôm nay mới được gặp Luna, ngoài là còn đẹp hơn gấp rất nhiều rồi. Phần luôn, lần đầu tiên luôn á. Cảm ơn Luna rất là nhiều và ngay bây giờ thì mời Luna sẽ tiến vào trong khu vực khán phòng để chúng ta dành một ít thời gian chuẩn bị cho chương trình sắp bắt đầu nhé. Cảm ơn em nhé, ngoan ngoãn. Xin mời lên thảm đỏ bà Nguyễn Lữ Thị Thùy Mị, giám đốc điều hành nhà hàng Mị Buffet Lẩu Rau Organic.
lấy cảnh lấy còn. Và sau đây sẽ là và ngay bây giờ đây xuất hiện trên thảm đỏ của Miss Grand 2023 là chủ tịch Miss Grand Việt Nam, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2023, thạc sĩ Phạm Kim Dung. Hôm nay xuất hiện trên thảm đỏ cùng bà Phạm Kim Dung là nhà tài trợ Kim Cương, đại diện của Edison, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, giám đốc điều hành WIR Group Elastin Collagen cao cấp số 1 tại Đức, nhà tài trợ Kim Cương. Cộng mạng vẫn luôn ưu ái đặt cho Phương Nhi một cái tên, đó chính là Thần Tiên Tỷ Tỷ. Và thực sự ngày hôm nay khi mà ngắm được dung nhan của Thần Tiên Tỷ Tỷ ở ngoài đời thì Long Dương cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bởi vì mình là một cái người yêu cái đẹp cho nên là Tôn ơi, còn không biết là cảm xúc của Tôn như thế nào khi nhìn thấy Phương Nhi. Vừa đã nhìn thấy Nhi thì ở bên khu vực cánh gà thì Tôn còn nói rằng là em ngọt như nào nhưng mà sự nhiên Hàn Quốc còn đẹp. Đẹp lắm ý, ở ngoài gọi là xinh kiểu phải đẹp ngọt ngào. Xinh kiểu tích khôi, tích biết. Trời ơi, thực sự là quý vị phải gặp tất cả những khoa học ở ngoài thì chúng ta mới thấy vẻ đẹp của họ như thế nào. Xin mời Nhi.